Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 4. Rồi bây giờ mời các em mở sách cùng em học toán lớp 4, tuần 28, tiết 1, giới thiệu tỷ số. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết vào ô trống cho thích hợp theo mẫu. A bằng 2, B bằng 3, tỷ số của A và B thì ta lấy A chia B, tức là 2 chia 3, hay là 2 phần 3. Tỷ số của B và A thì ta lấy B chia A, tức là 3 chia 2, 3 chia 2 hay là 3 phần 2. Các em hình dung được chưa? Ở các bài trước thì các em đã được học rồi. Chúng ta có thể biểu diễn phép chia dưới dạng phân số. Có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Rồi theo mẫu các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập nhé. Rồi theo mẫu chúng ta có A bằng 6, B bằng 9 thì tỷ số của A và B, tức là tỷ số của 6 và 9 là 6 chia 9 hay là 6 phần 9. Còn tỷ số của 9 và 6 là 9 chia 6 hay là 9 phần 6. Rồi A bằng 10, B bằng 7. Tỷ số của 10 và 7 là 10 chia 7 hay là 10 phần 7. Còn tỷ số của 7 và 10 thì phải là 7 chia 10 hay là 7 phần 10. Được chưa? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Viết vào ô trống cho thích hợp theo mẫu. A là 8 kg, B là 7 kg. Khi tìm tỷ số của A và B thì trước hết là A và B phải cùng đơn vị đo. Và khi viết tỷ số thì các em sẽ bỏ đơn vị đo đi. Được chưa? Tỷ số của A và B thì phải là 8 chia 7 hay 8 phần 7. Còn tỷ số của B và A, B và A thì ngược lại, ta lấy 7 chia 8 hay là 7 phần 8. Được chưa? A bằng 12 lít, B bằng 21 lít. Thì tỷ số của A và B sẽ là 12 chia 21 hay là 12 phần 21. Còn B và A thì ta lấy 21 chia 12 hay là 21 phần 12. A bằng 320 cm, B bằng 71 cm. Tỷ số của A và B thì phải là 320 chia 71 hay 320 phần 71. Còn tỷ số của B và A thì là 71 chia cho 320 hay là 71 phần 320. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Các em sang bài tập số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm. Đội văn nghệ lớp 4B có 6 bạn nam và 7 bạn nữ. Nam là 6, nữ là 7.
A. Tỷ số của số bạn nam và số bạn nữ trong đội văn nghệ là A. Của nam và nữ thì ta lấy nam chia nữ, tức là 6 chia 7 hay là 6 phần 7. Câu B. Tỷ số của số bạn nam và số bạn của cả đội văn nghệ là của nam và cả đội thì ta lấy nam chia cho cả đội. Cả đội là nam cộng nữ, 6 cộng 7 bằng 13. Nam và cả đội thì ta lấy nam chia cho cả đội, tức là 6 chia cho 13 hay là 6 phần 13. C. Tỷ số của số bạn nữ và số bạn của cả đội văn nghệ là nữ và cả đội thì ta lấy nữ chia cho cả đội, tức là 7 chia cho 13 hay là 7 phần 13. Tỷ số này cho chúng ta biết cái gì? À, cho chúng ta biết là số bạn nữ bằng 7 phần 13 số bạn của cả đội. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Bài tập số 4, viết tỷ số thích hợp vào chỗ chấm. A. Trong câu lạc bộ đọc sách, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tỷ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam trong câu lạc bộ đọc sách đó là nữ gấp đôi nam, thì các em hiểu nếu chúng ta coi số học sinh nam là một phần thì số học sinh nữ gấp đôi sẽ là hai phần. Vậy tỷ số giữa nữ và nam thì ta lấy 2 chia 1, tức là 2 phần 1. Được chưa? Các em viết là 2 phần 1 cũng được, hoặc là 2 chia 1 cũng được. Khi các em hiểu rồi thì chúng ta nên viết dưới dạng phân số. Được chưa? B. Có hai đoạn dây. Đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Tỷ số giữa đoạn dây thứ nhất và đoạn dây thứ hai là đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Vậy các em coi đoạn dây thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì đoạn dây thứ hai nó sẽ là một phần như thế. Được chưa? 3 nó gấp 1 là 3 lần. Tỷ số giữa đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai thì ta lấy 3 chia 1, tức là 3 phần 1. C. Trong sân, số xe ô tô con bằng số xe ô tô tải. Tỷ số giữa số xe ô tô con và số xe ô tô tải là ô tô con bằng ô tô tải. Vậy ô tô con kem coi là một phần thì ô tô tải cũng là một phần như thế. Tỷ số giữa ô tô con và ô tô tải thì kem lấy ô tô con là một, chia cho ô tô tải cũng là một. Ta có một phần một. D. Số quả cam bằng nửa số quả quýt. Tỷ số giữa số quả cam và số quả quýt là số quả cam bằng nửa số quả quýt. Vậy kem coi cam là một phần thì quýt nó sẽ là hai phần như thế. Cam bằng nửa quýt, cam là một phần thì quýt sẽ là hai phần. Được chưa? Tỷ số giữa cam và quýt thì ta lấy cam chia quýt, tức là lấy 1 chia 2. Ta được 1 phần 2. Các em hình dung ra chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp video sau, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này.
Rồi, xin chào và chúc em học tốt.